Thưa các quý vị, đình làng và nhân nhân được nhà nước xếp hạng là di tích cấp quốc gia. Năm nay, Ban Quản lý Di tích đã tiến hành tổ chức lễ hội truyền thống. Chúng tôi xin ghi lại một số hình ảnh của buổi lễ dâng hương để làm lưu niệm và mời các vị cùng thưởng thức. Xin thưa, tất cả các video của kênh này chúng tôi không nhằm mục đích kinh tế chính trị. Vậy mong các quý vị hãy ủng hộ bằng cách nhấn vào đăng ký và chia sẻ đến mọi người cùng thưởng thức. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.